Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình, Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái lọc gió điều hòa của Hyundai Porter 150, Hyundai Porter đấy, Porter 150 này, Hyundai Porter 100. Thì toàn bộ dòng Hyundai Porter của thị trường Việt Nam đang dùng cái lọc gió này. Ngoài ra một số dòng xe nhập khẩu nữa, bao gồm mã của nó là 97133 4F200. Đấy, con này lọc gió điều hòa nhá. Muốn thấy là cái lọc gió điều hòa này rất đơn giản thôi. Anh em chỉ việc lật cái lắp capo đằng trước mặt xe, chúng ta đập ra và chúng ta bỏ một cái gọi là cái lưới bảo vệ ra thì chúng ta sẽ rút được cái lọc gió ra. Đây là hàng xịn 100 chính hãng, 100% chính hãng luôn. Được đóng dấu từ việc nhập khẩu từ nhà máy Hyundai. Đây hộp của nó bao bì đây các bạn nhá. Đây các bạn thấy không? Hộp của nó đây là hộp giấy. Đấy, tem của nó bây giờ thì nó được đổi thành tem có mã vạch phát quang và được được gọi là nhận biết quá. Đây các bạn, hàng xịn chính hãng luôn này, tem mô bít 100% xịn nhá, không xịn thì đền một gấp 10 luôn. Đấy các bạn thấy không, đây là xịn 100% chính hãng này đó, các bạn nhìn thấy không, 97133 4F200. Đây là cái lọc gió điều hòa, có này thì là giấy trắng tinh luôn. Bốn cái bên trong này của nó thì làm được bằng cái giấy theo kiểu dạng cứng, còn ở giữa thì là giấy mềm. Đấy, đây là lọc gió điều hòa nhá. Thì có như anh em ủng hộ mình theo số điện thoại đây trên biển đấy các bạn, anh em mấy đi qua đúng cái Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức nhá, ủng hộ mình. Các bạn nhìn này, biển nhà mình rất là rành rành luôn, Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức có mũi tên. Các bạn là đúng cái Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và các bạn lưu ý liên hệ cho mình theo đúng hai số điện thoại này thôi, ngoài ra đó thì không dùng bất kỳ số điện thoại nào khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở tiếp theo.